Kính thưa quý bà cô bác, có thể nói đây là cảnh báo vô cùng quan trọng cho những người tin tưởng vào Chúa, vào giáo hội Công giáo. Đặc biệt là cảnh báo cho tất cả những người Công giáo ở tại Việt Nam nói riêng và người Công giáo chúng ta trên toàn thế giới, những người là đồng hương, là chúng ta cùng hiểu nhau trong một tin mừng của Chúa Jesus Kitô. Anh chị em Công giáo nên cẩn thận với những clip quỷ nhập, xảo ngôn Thiên Chúa ép nói này, ép nói kia. Và chúng ta thấy trong thời gian vài năm gần đây do nhóm trừ quỷ Bảo Lộc đã đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội cũng như nhiều kênh truyền thông trên mạng. Nhưng tất cả chúng ta phải nhớ rằng đó chỉ là kịch bản của ma quỷ để dẫn dắt tin. Mỗi người chúng ta tin vào quyển sách sự thật mà Satan đang muốn chúng ta tin vào đó. Bởi cuốn sách đó nó được sửa lại và 99% giống như trong Kinh Thánh. Chỉ cần 0,1% sai sự thật thì nó đã là không phải là sự thật. Chúng ta hãy đọc Kinh Thánh, lời của Chúa theo hướng dẫn giáo huấn của giáo hội Công giáo để chúng ta biết thái độ của chính Chúa Giêsu với ma quỷ. Ngài luôn không cho chúng ta nói nhiều lời, cũng không quan tâm đến lời của ma quỷ nói. Dù là chúng có tôn vinh Ngài thì Ngài cũng không đoái hoài, vì chính Chúa Giêsu Kitô luôn biết xảo ngôn của chúng chính là 99,9% kẹo ngọt và 0,1% thuốc cực mạnh, cực độc, có thể dẫn dắt linh hồn và đời sống của chúng ta lầm lạc, xa rời vòng tay của giáo hội, của mẹ giáo hội và xa rời lời Chúa là chính quyển Kinh Thánh mà giáo hội Công giáo đã được hướng dẫn bằng chính Chúa Thánh Thần qua hơn 2.000 năm nay. Suốt hơn 2.000 năm lịch sử của giáo hội Công giáo, chúng ta biết rằng nếu không có sự hướng dẫn trực tiếp của Chúa Thánh Thần thì không một tổ chức của một con người nào có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy mà mang tính hiệp nhất trên toàn thế giới như vậy. Dù rằng bạn ở một quốc gia nào, bạn nói thứ tiếng nào, bạn là một sắc dân nào, nếu là người Công giáo, bạn đi đến nhà thờ tham dự một thánh lễ thì tất cả mọi thánh lễ đều giống nhau và chỉ khác về ngôn ngữ ở địa phương mà thôi. Chỉ nhiêu đó thôi là chúng ta cũng đủ tỉnh thức đó là việc làm của Chúa Thánh Thần, của Thiên Chúa đang hướng dẫn con thuyền của giáo hội, không phải là tổ chức của con người. Lần trở lại lời Chúa trong Kinh Thánh, Chúa nói rằng đang lúc đó trong hội đường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia và đến miền Gadara thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Và kìa, chúng la lên rằng: Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Khi ấy ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi đi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Chúng ta nhớ rằng trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói rất rõ: Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Ngày Chúa phán xử ma quỷ chắc chắn sẽ có, vì chúng biết sẽ có ngày đó và thời gian đang rút dần. Ma quỷ thấy tỏ tường về lịch sử của loài người, bởi vì chúng được dựng nên, chính Satan là Lucifer được dựng nên trước con người, theo Kinh Thánh nói như vậy. Chúng biết sẽ có ngày sẽ bị xét xử và thời gian đang rút dần, nên chúng đang tạo ma trận thật thật giả giả lẫn lộn để mà thu hút con người, để hòng lấy luôn mạng sống và cả linh hồn của chúng ta. Chúng ta hãy đọc lại chuyện ngụ ngôn cậu bé chăn cừu nói dối và hãy tìm hiểu sự thật câu chuyện là sói sẽ đến ăn thịt nhưng đã bảo đảm thành công
Sói già làm cậu bé la làng với dân làng cứu giúp, lặp đi lặp lại nhiều lần và dân làng không còn ai tin cậu bé nữa. Và cái kết thì các bạn đã biết. Một mặt khác, chúng áp dụng qua câu chuyện này là sự dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ là sự thật. Cậu bé trở thành người nói dối. Ma quỷ tinh vi biết bao thông điệp giả, tiên tri giả kèm theo những xảo ngôn ma mị thuyết phục. Việc làm của hắn hiện tại là phân tách chúng ta khỏi giáo hội công giáo. Chúng ta hãy bám chặt vào giáo hội công giáo là giáo hội của Chúa, là được trực tiếp Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho quý Đức Cha, quý Hồng Y, các cha đang có thiện tâm, đang chuyên lo việc của Chúa và tìm kiếm thánh ý Chúa để mà giúp mỗi người chúng ta. Nơi nào Thiên Chúa ngự trị thì ma quỷ sẽ đánh phá nơi đó. Đó là quy tắc. Chúng ta càng quy hướng về Chúa thì ma quỷ càng lôi kéo mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải bám chặt vào Chúa mỗi ngày. Khẩn cầu mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, là mẹ yêu dấu của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải tôn vinh mẹ, bởi mẹ là người mẹ độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu và cũng là Chúa của chúng ta. Làm sao chúng ta nói chúng ta yêu Chúa Giêsu mà chúng ta lại không yêu mẹ của Ngài, thì hỏi liệu rằng chính Ngài có vui hay không? Khi con đang lạc đường, Ngài kiếm con khi con đang tội vương, Ngài kiếm con khi con đầy chán trường. Vậy mà sao Ngài cứ mãi tìm kiếm con? Ôi lạy Chúa đã dò xét con và đã biết con. Khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa, từ đằng xa Ngài đã biết con. Chúa đã dò xét con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa, từ đằng xa Ngài đã biết con. Ngài biết con mang thân phàm trần, ngàn dấu chân con lên theo phù vân, lòng vẫn vương bao nhiêu là mối tình. Vậy mà sao Ngài cứ mãi tìm kiếm con?
Ngài ngóng trông con đi hoang trở về, Ngài thứ tha khi con đang còn xa, Ngài đã ban xiêm y và nhẫn vàng, tiệc mừng vui vì con đã về với cha. Ôi lạy Chúa đã dò xét con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết.